Rồi bạn, kế với mình đang là cái mẫu BMW RT Scrambler phiên bản kỷ niệm 100 năm ha, của anh Mai Triều Nguyên. Thì trong clip này mình sẽ cho bạn nghe nhanh cái âm thanh của cái tiếng động cơ cũng như là cái tiếng bô của cái xe này như thế nào. Về thông số thì mình sẽ để một cái bài viết chi tiết ở bên dưới ha, hoặc là bạn thấy mình coi Google nhanh thôi, bởi vì mình không có nói nhiều, nó dài dòng lắm, tập trung về cái âm thanh thôi ha. Thì cái xe này ngoài cái việc là nó có một thiết kế cổ điển nè, dòng Scrambler mà cũng như là được gắn rất là nhiều đồ chơi hàng hiệu của nhà BMW, gọi là option 719, thì cái xe này nó được gắn sẵn một cái bô hàng hiệu của Arcarovic luôn ha, có sẵn luôn. Tuy nhiên thì cái xe này các bạn đã được thay đổi lại, đó là cái cổ bô á, nó là cổ bô titan luôn, đó full luôn ha, nó sẽ gọn hơn và sẽ không có cái bầu. Còn cái mẫu zin á thì nó có một cái đường bô, cái cổ bô cũng như là có bầu, nó sẽ nghe êm hơn. Còn cái xe này á thì mình chắc chắn các bạn là nghe nó sẽ lực hơn, nghe nó sẽ sướng rất là nhiều. Anh cameraman có thể mình lại gây ha, đó đây là cái combo của cái xe nè, cho anh xem sơ sơ trước đi. Đó, đây sơ sơ trước ha, đây mình chỉ máy xuống nè, đó thấy chưa, khi mình chạy nóng rồi nó sẽ đổi màu rất là đẹp ha, gọn hơn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ quay cái đường bô cho bạn coi. Đó, cái combo như thế này nó sẽ không có cái bầu ha. Thì ngoài cái việc là nó sẽ giúp cho xe nó nghe nó hay hơn, lực hơn, thì nó cũng giảm trọng lượng chiếc xe đi cũng khá đó bạn. Còn là cái bô, thì cái bô này á, thì nó cũng đã bỏ cái ống tiêu rồi để mà nghe lực hơn ha. Đây là cho bạn coi nè, cái chỗ này nè, đó đây nó sẽ không có cái ống tiêu. Còn phiên bản mà zin á thì sẽ có cái ống tiêu đây. Ok rồi, dài dòng vậy đủ rồi ha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái vấn đề chính, mình sẽ nổ máy xe, mình cho các bạn nghe thử coi là cái âm thanh của cái xe này như thế nào nha. Mở lên nè, đó mở lên. Ok, đây là cái dáng ngồi của một người cao khoảng 1m8, nặng khoảng 52 kg, ngồi chiếc xe này như thế nào. Hiện tại là cái chiếc xe này đang để chế độ là dynamic nha bạn nha. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho bạn nghe thử coi coi là cái động cơ như thế nào. Cái tua máy ban đầu á lên rất là cao ha, nhưng mà khoảng chừng vài giây sau á là nó sẽ giảm cái vòng tua xuống. Bây giờ một vòng đây, mình đang ngồi gần cái tiếng vô xe nè bạn. Đây ha, wow, thử làm vài cái bạn. Hiện tại cái vòng tua máy là nó khoảng 1.200-1.300 gì đó. Rồi đó. Bạn thì đặc trưng của những cục máy boxer của nhà BMW là khi mà bạn nổ máy á, nó sẽ rung cái xe một bên. Đó, đặc trưng thì bạn nào mà chưa có từng trải qua thì bạn sẽ hơi sợ ha. Nhưng mà chạy rồi á, thì mình thấy là cái xe này nó chạy rất là sướng và rất là lanh. Các bạn muốn nghe lại không? Mình sẽ quay lại cho bạn nghe lại ha. Ok, bên anh Caravan lại đây ha. Rồi. Rồi, mình Caravan lại gần đây nè. Trước khi kết thúc video ha, mình cho bạn câu lần nữa, đây là cái giao diện chính ở phần dây đông trên chiếc xe này. Mình sẽ mở lên ha, mở lên đây, nó chạy nè, đó nó chạy, ok chưa. Rồi hiện tại là đang để ở chế độ ABS Pro Dynamic, đang về mo ha. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên như thế này đây. Đây lúc nổ máy nè, thì mình nói kỹ nha, khi nổ máy lên nó là cái xe nó sẽ rung một bên, thử nha coi nè, đó thấy chưa, nó sẽ rung cái xe một bên. Bạn thấy được cái một tô không đó, hồi nãy là nó trên 2.000 luôn, nhưng mà nổ máy rồi á nó sẽ giảm từ xuống, cái máy sẽ kêu êm lại đó giờ, nó sẽ êm lại. Rồi bây giờ bạn nghe lại cái âm thanh ha, thử nha. Ôi đó bạn, thì đó là cái âm thanh của chiếc BMW R90 Scrambler phiên bản kỷ niệm 100 năm. Cái mùi tiền bạn đã, bạn nghe lực, rất là lực ha, quá tuyệt vời. Rồi thì bạn nghe sao về mẫu xe này, về cái tiếng máy, thì bạn có việc comment bên dưới video. Rồi chào bạn.